Hoan hỉ chào đón các bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới các bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là tử vi trọn đời tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, lương thượng chí thử, từ 55 tuổi trở đi, nếu như biết được điều này sẽ tránh họa đắc phúc, giàu sang phú quý cho đến hết đời. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi chia sẻ đến quý vị về tử vi chọn đời cho người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, từ năm 65 tuổi, cần biết điều này, tránh họa đắc phúc, giàu sang chọn đời. Theo tử vi tiết lộ, cả đời cố gắng làm ăn, Canh Tý đến vận khó khăn qua rồi, 6 năm ta sẽ làm nên. Nay bốn phương phúc lộc sáng người công danh, đỉnh cao sự nghiệp đã thành, tình duyên hạnh phúc an lành yêu thương. Theo tử vi tiết lộ, bí ẩn cuộc đời tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, cả đời tích phúc, về già hưởng lộc trời ban, hưng vượng, bất ngờ tiền tiêu ba đời không hết. Quý vị thân mến, có nhiều người tin rằng cuộc đời là vô thường, thế sự khó lường, không ai có thể biết trước được việc gì, nhưng chỉ cần bản thân không ngừng nỗ lực, cố gắng thì chắc chắn sẽ gặp được con đường tươi sáng phía trước. Bên cạnh đó, sự tích cực và lạc quan cũng sẽ mang đến cho bạn nhiều điều tốt đẹp và phước lành. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời sẽ có phúc họa, vui sướng, khổ đau được gieo đến, mỗi người đều có cách riêng để đón nhận. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai khi sinh ra cũng mang trong mình căn số đắc tài phú quý, giàu có may mắn đủ đường. Nhưng để có được thành công, họ đã phải đánh đổi bằng những năm tháng cơ cực, mệt nhọc tấm thân, bằng tất cả lòng nhiệt huyết và nỗ lực của mình. Xem tử vi cuộc đời tuổi Canh Tý sinh năm 1960 cho thấy, đúng là con giáp sướng ít, khổ nhiều, sách trời đã ghi. Phải trải qua những năm tháng tuổi trẻ khó khăn, vất vả, về sau trung vận và hậu vận mới thực sự giàu có, sung túc, an nhàn. Bước sang tuổi 65, được dự báo có rất nhiều may mắn, thuận lợi, phương diện sự nghiệp và tài lộc sáng sủa bất ngờ, con giáp này có thể kiếm bộn tiền về tay, sống cuộc đời sung sướng từ nay đến cuối đời. Đặc biệt, từ giai đoạn này trở đi, vận trình tuổi Canh Tý sẽ thực sự bùng nổ, giàu sang phú quý, tiền tỷ cầm tay nếu biết được bí mật này. Vậy vận trình cuộc đời người tuổi Canh Tý cụ thể diễn ra như thế nào, năm nào được hưởng phước lộc trời ban, đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và gia đạo sẽ thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi luận giải chi tiết qua lá số tử vi dưới đây nhé. Quý vị thân mến, cuộc đời của một tuổi Canh Tý sẽ sớm trải đủ nhân tình thế thái của thế gian, sớm thấu hiểu về nhân tâm, sớm ưu phiền về nhân tính, sớm biết thế nào là đen tối nhất, không phải là bầu trời đêm thẳm mà là lòng người, sâu kín nhất không phải đáy đại dương mà là âm mưu ở đời, sớm lên voi xuống chó, tưởng có tất cả rồi lại không có gì cả, danh tiếng nhiều hơn là sự thật, ảo mộng nhiều hơn là thực tiễn, sớm gặp những trường hợp ngẫm tưởng chỉ có trên phim, gặp đôi ba chuyện ngẫm tưởng chỉ xảy ra trong chuyện, ngang dọc, trái phải là những vết sẹo tổn thương, cả một bầu trời ai oán cho những muộn phiền đã trải, ấy vậy mà con người của tuổi Canh Tý vẫn vui vẻ, lạc quan, cầu tiến, cầu thị và tin tưởng yêu đời lạ lắm thay. Ngẫm lại, những năm tháng thanh xuân, khi bỡ ngỡ vào đời, tâm ôm bao mộng mơ, lòng ôm bao hoài bão, rồi bị tam tai năm 2022, năm 2023 đánh cho hai năm hạn nặng liên tiếp, nát xác như đòn. Năm 2022 đến với một chút vui tươi thì con đò sang sông lại thêm muôn trùng trắc trở, để đến 2024 là lúc kết thúc cho mọi sự vất vả, mệt nhọc của tuổi Canh Tý. Để khi chuông giao thừa ngân nga âm hưởng, cũng là lúc tuổi Canh Tý được chuyển cảnh đổi vận vào mình, đường bạn đang đi sắp qua cái đoạn gồ ghề nhấp nhô rồi. Nếu xét mối quan hệ giữa tuổi Canh Tý và cuộc đời, chắc tuổi Canh Tý là phe mải miết với đời, tuổi Canh Tý yêu đời, nhưng đời không yêu tuổi Canh Tý. Đời cứ thỉnh thoảng lại củ hành củ tỏi với tuổi Canh Tý, chút thử thách, xíu chông gai,
và với Tý bàng hoàng, nhưng dù đời không tử tế, tuổi Canh Tý vẫn chọn kiên cường và lạc quan, vẫn tâm an và vui vẻ lắm, vẫn nói, cười, giao lưu bạn bè, theo đuổi ước mơ và chăm chỉ làm việc, học cách quên đi nỗi đau, học cách lãng trôi quá khứ, chỉ là đôi khi chợt ngừng lại thấy nhói ở đâu đây, chỉ là đôi lúc ngắm trời cao, thấy lòng mình sao bâng khuâng quá thể, nhưng có sao đâu, cười xoa một cái, nhẹ khoác lên cái mặt nạ của sự mạnh mẽ và kiên cường, và rồi lại bộc lộ tiếp cái hình ảnh của một tuổi Canh Tý, bất khuất, theo đuổi vạn sự rồi sẽ ổn thôi, nếu không ổn, tuổi Canh Tý sẽ làm cho nó ổn, có phải vậy không? Tuổi Canh Tý có 3 yếu tố làm nên sự thịnh vượng của một con người là thiên, địa và nhân, thời thế thuận, vận hanh thông, ứng với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thời thế kém, vận trắc trở, ứng với kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất chẳng thưa, khi thời vận không thuận thì yếu tố duy nhất ta có thể dựa vào là yếu tố nhân, tức con người mình. Tuổi Canh Tý đã kiên cường và tài giỏi hơn xưa nhiều lắm, đã lớn mạnh được khả năng cơ bản của Canh Tý, tôi rèn được trình độ, học hỏi từ khó khăn hơn, những người bằng tuổi xung quanh nhiều lắm, nên vạn sự đều có được và có mất, ta đã tài giỏi sau bao thăng trầm của nhân sinh. Thì khi thời thông thế thuận, ta có thể như Phượng Hoàng, hót một tiếng rúng động trời xanh, hoặc như Chúa Sơn Lâm gầm một tiếng chấn động rừng thẳm. Vấn đề là sau bao thăng trầm, bể dâu, sau bao suy tư, mỏi mệt, cái tuổi Canh Tý cần có lẽ không đơn thuần là hào nhoáng, ở xung quanh, họ cần những thứ sâu sắc hơn, hợp lý hơn, có thể kém một phần hoa mỹ, nhưng nhiều một phần thư thái, thong thả, ít một phần thể hiện mà thấm đẫm sự thoải mái ở trong tâm. Tuổi Canh Tý trong cuộc hành trình nhân sinh của mình, nó rất phong phú và đa dạng, bị lừa tình có, bị lừa tiền cũng có, bị phụ bạc có, bị lợi dụng cũng có. Lắm lúc thị phi, lắm khi hàm oan, lắm khi bị hiểu lầm lắm, lúc được tung hô, rồi lắm lúc lại điều tiếng khắp nơi, tâm tư chìm xuống đáy. Có lúc được thích, rồi có khi lại cô độc như kẻ ở ngoài rìa, được làm công việc mình yêu, rồi lại phải làm công việc mình ghét, bao nốt thăng, bao nốt dáng, bao vết sẹo ngang dọc trong tâm hồn, cả một trời suy tư, cả một trời suy nghĩ, nếu không phải tuổi Canh Tý, có lẽ lắm người đã bỏ cuộc. Vì dù mệnh nữ hay nam, chữ Canh này cứ như là chiếc áo giáp, dùng để che mưa bom, bão đạn, dùng để hộ vệ cho những người mình thân yêu. Người có thể phụ tuổi Canh Tý, nhưng tuổi Canh Tý lại không thể phụ người, bao trách nhiệm phải gánh, bao mong mỏi phải lo. Giỏi việc ngoài, trong gia đình kiếm tiền lo kinh tế, làm đầu tàu vực mọi người dạy lúc thua thiệt, rồi lại tự an ủi bản thân lúc yếu lòng. Trong cái con người đấy, lắm lúc muốn bổ ra mà xem, sao họ kiên cường đến thế, lấy đâu ra lắm nguồn nội lực đến thế, rồi lại chợt hiểu nếu chỉ cho bản thân. Con người tuổi Canh Tý đơn giản lắm, có thì tiêu, thích thì chơi, có nhiều xài nhiều, có ít xài ít, không có thì đi kiếm, chỉ là cho những người tuổi Canh Tý quan tâm, luôn mong mỏi những điều tốt nhất trong khả năng có thể. Sự cầu toàn thảo tính đấy, có lẽ là nguồn cơn của khả năng cố gắng đấu với đời. Nếu bạn là một người đam mê cổ tích, từng nghiên cứu về các câu chuyện, về việc khai thiên lập địa, tức mở mang trời đất, bạn sẽ biết trước khi có đất trời, trước khi sinh vạn vật, mọi thứ thường chìm trong u ám, trong cõi u minh mù mịt, không có gì đáng để lưu tâm. Cuộc đời của một tuổi Canh Tý cũng vậy, họ hưởng bóng tối trước, rồi mới được nhìn ánh sáng. Từ mốc 2024 này, sẽ là thời điểm vạn vật đổi mới, sinh sôi nảy nở trong cuộc đời, tuổi Canh Tý, thăng hoa cũng không phải là bao năm qua. Tuổi Canh Tý không có thành quả, chỉ là số thành quả so với những nỗ lực họ bỏ ra, so với những giọt mồ hôi và muôn vàn nước mắt là hoàn toàn không tương xứng. Vậy nên, khi thời thông thế thuận, với bàn đạp đã có, với nỗ lực đã gieo, với tâm tư đã định và với tài giỏi đã nhiều, thành quả mà tuổi Canh Tý có được sẽ khác biệt với toàn bộ những gì họ đang có nhiều lắm đây, đỉnh nhân sinh hay đỉnh danh vọng hay thời điểm vàng trong cuộc đời tuổi Canh Tý. Khác với nhiều bản thân, phải chờ đợi rất lâu, họ đã trả đủ những vất vả sớm, ở tiền và trung vận, có thể chạm đỉnh giàu sang ở ngưỡng hậu vận của cuộc đời. Vận mệnh tử vi chọn đời người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Về phương diện công danh sự nghiệp, theo tử vi chọn đời dự báo, sự nghiệp của người tuổi Canh Tý sáng sủa, đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Phần công danh ở mức khá, là con giáp đầu tiên trong số 12 con giáp, đại diện cho sự quyền lực, thông minh và nhanh nhẹn. Những người tuổi Canh Tý, dù trong hoàn cảnh nào, họ cũng có thể thích nghi một cách nhanh chóng, càng khó khăn, họ càng tỏa sáng. Đa số những người này thường rất thành công trong cuộc sống. Dù đi lên từ hai bàn tay trắng, nhưng họ có thể trở thành người quyền lực và giàu có. Khoảng thời gian hoàng kim nhất nằm ở trung vận, từ 40 tuổi trở đi. Vận khí tuổi Canh Tý hanh thông, thuận lợi, bất tận làm gì cũng dễ thành công, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, hậu vận vạn sự thành đạt, hưởng vinh hoa phú quý.
Cụ thể trong công việc, người tuổi Canh Tý độc lập, ham học hỏi, tính tình hòa nhã, thân thiện, trung thực, đáng tin trong công việc. Họ tỏ rõ mình là người có trí tuệ, có tài năng, sức sáng tạo cao, tầm nhìn xa trông rộng, khả năng quan sát tốt, tính cách tự lập và tích cực của người tuổi Canh Tý, khiến họ phù hợp với những công việc có không gian tự do phát triển hơn là làm việc gò bó như công chức nhà nước. Tuy nhiên, khả năng phối hợp làm việc nhóm của con giáp này có nhiều hạn chế, bản thân dễ mất đi hứng thú, sáng tạo nên học cách điều chỉnh, kiểm soát bản thân và hài hòa hơn khi làm việc với người khác. Tính cách linh hoạt, khả năng tùy cơ ứng biến khiến người tuổi này gặp nguy không sợ, gặp khó không lùi, thêm vào đó, trực giác nhạy bén và đầu óc kinh doanh, khiến họ rất thích hợp để tự mình khởi nghiệp. Bước đầu chắc chắn sẽ khó khăn, nhưng nếu kiên trì, tích lũy kinh nghiệm, chờ thời cơ thực hiện thì mọi sự sẽ thuận buồm xuôi gió. Một đặc điểm tính cách khác của người tuổi Canh Tý là tính kiên trì. Sau khi xác định rõ mục tiêu, đặc biệt là mục tiêu kiếm nhiều tiền, thì họ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện, quyết không từ nan, nhờ thế mà họ thường xuyên đạt được mục tiêu đã đề ra. Tử vi chọn đời tuổi Canh Tý cũng cho thấy tướng tinh nắm quyền, viễn cảnh sự nghiệp của người tuổi Canh Tý lạc quan. Một khi đã xác định được mục tiêu, người tuổi Canh Tý sẽ nỗ lực hết mình, dùng mọi cách để đạt được nó mà không than phiền, mệt mỏi. Đây chính là yếu tố quyết định làm nên thành công ở họ, càng trưởng thành, đường sự nghiệp công danh càng sáng tỏ, rộng mở, có nhiều triển vọng. Tuy nhiên, thành công thường chỉ đến trong phút chốc, chưa duy trì được lâu thì lại có khó khăn khác ập đến. Trong cuộc đời, ngoài 40 tuổi, người tuổi Canh Tý mới gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân mình, có khó khăn sẽ gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ gây dựng sự nghiệp vững chắc, tới hậu vận càng may mắn, làm ăn thuận lợi, tài lộc nhờ vậy cũng vượng phát, về già được sung túc, không phải lo lắng, ưu phiền nữa. Tử vi tài lộc tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Theo luận giải tử vi chọn đời cho thấy, được tài tinh cao chiếu, tử vi tài lộc của người tuổi Canh Tý hưng vượng, bản thân con giáp này được hưởng lộc trời ban, trong đời hiếm khi thiếu tiền. Người tuổi Canh Tý thời trẻ đã rất cần cù, nỗ lực, cũng rất cẩn trọng khi làm việc với tiền bạc, khả năng quản lý tài chính tốt, có điều độ dễ mềm lòng. Nên tuổi Canh Tý hay bị người đời lường gạt, họ có phần tự tin thái quá, do đó đôi lúc hành động sốc nổi, nghe theo lời dụ dỗ của người khác. Vì vậy, bản mệnh cần thận trọng trong làm ăn và các vấn đề liên quan đến tiền bạc, mặc dù cả đời không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, song con giáp này nên tỉnh táo. Bởi tiền bạc trong tay họ phần nhiều do tích góp, tiết kiệm mà nên, họ chỉ biết làm vậy để ổn định lâu dài, mà không có kế hoạch đầu tư khoa học và hiệu quả, nên chỉ có lợi tức ít ỏi. Thời trẻ, người quá phóng khoáng, tùy tiện, thiếu kiên trì, nên họ lại lãng phí tiền của, tiền kiếm được nhiều, nhưng đến nhanh và đi cũng nhanh, song sau khi kết hôn sẽ có nhiều biến chuyển tốt đẹp hơn. Đặc biệt, từ năm 65 tuổi trở đi, đường tài vận của những người tuổi này đã có sự chuyển biến tích cực, bạn sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc, khiến ai cũng ngưỡng mộ, tính cách của con giáp này cũng trở nên lạc quan, suy nghĩ tích cực và thông thoáng hơn rất nhiều, dù trước đó bạn đã gặp nhiều khó khăn nhưng không né tránh mà sẵn sàng đương đầu, hạ quyết tâm xử lý triệt để. Người làm kinh doanh, ngày càng ăn nên làm ra, phú quý đầy nhà, con giáp này nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu. Cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may khiến ai cũng phải ghen tị với bạn. Tuy nhiên, tuổi Canh Tý cần chú ý những kẻ hẹp hòi, đố kỵ, luôn tìm cách hạ thấp uy tín của bạn. Bạn cần bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình. Làm ăn cũng cần thận trọng, sẽ tránh được rắc rối, mất tiền hao của. Vận mệnh của tuổi Canh Tý có thể làm ăn phát đạt, hanh thông, thuận lợi. Làm ăn hay không thì việc lựa chọn tuổi để làm ăn là chuyện vô cùng quan trọng. Theo luận giải tử vi, muốn làm ăn cho vững vàng, thuận lợi, suôn sẻ, bạn cần lựa những tuổi này: Tân Sửu, Giáp Thìn, Đinh Mùi. Việc làm ăn mau phát đạt về tiền bạc và mọi việc được hoàn toàn tốt đẹp, cuộc sống được lên cao và không bao giờ gặp trở ngại trong cuộc đời. Ngoài ra, Canh Tý cũng nên tránh những tuổi như Nhâm Dần, Quý Mão, Mậu Thân, Giáp Dần, Ất Mão, Bính Thân. Những tuổi này rất đại kỵ với tuổi Canh Tý, nếu hợp tác làm ăn, khó mà có thể thành công hoặc có kết quả tốt được. Về phương diện sức khỏe, tuổi Canh Tý 1960. Tử vi chọn đời tuổi Canh Tý cho thấy, người tuổi Canh Tý bẩm sinh có khả năng thích nghi với môi trường rất tốt, họ luôn bừng bừng sức sống, sôi nổi, nhiệt tình như vầng thái dương nhỏ chiếu sáng muôn nơi. Người này bình thường ít khi bệnh tật, nhưng nếu bệnh thì rất nghiêm trọng, rất lâu mới khỏi. Vậy nên con giáp này cần luôn chú ý giữ gìn,
Bảo vệ sức khỏe bằng cách duy trì thói quen, việc tập thể dục hàng ngày vừa làm tăng cường sức đề kháng của cơ thể, vừa giúp giảm bớt nguy cơ bệnh nguy hiểm. Canh Tí nên đặc biệt chú ý, tránh để bị trúng gió, đau dây thần kinh hoặc xương khớp. Mỗi khi cơ thể phát ra tín hiệu bất thường gì, đừng nên coi thường mà hãy để tâm và đi khám chữa ngay cho hiệu quả. Đặc biệt, ở độ tuổi ngoài 60, Canh Tí cũng không nên chủ quan mà làm việc hay vận động quá sức. Hãy nghỉ ngơi và thư giãn đầy đủ, tiếp sức cho chặng đường tiếp theo. Đặc biệt, trong năm 2024 tới, có sự xuất hiện của ngũ quỷ, mang đến điềm báo về tai nạn bất ngờ, bản mệnh cần hết sức lưu ý. Người già và trẻ nhỏ là những đối tượng cần được đặc biệt chăm sóc trong thời gian này, kẻo va vấp, ngã quỵ, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Trong cuộc đời Canh Tí được ông Quan Đế độ mạng, tuổi thọ trung bình của người này từ 68 đến 89 tuổi. Tuy nhiên, số tuổi thọ có thể tăng giảm dựa trên lương tâm sống của Canh Tí. Nếu sống tốt, thiện, tạo nhiều phúc đức thì tăng niên kỷ và ngược lại. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Về tình cảm, người tuổi Canh Tí thường rất chung thủy trong tình yêu. Nếu đã thích một ai đó, người này sẽ chủ động theo đuổi, tình cảm của họ dành cho đối phương cũng rất sâu nặng. Đã yêu ai thì sẽ nghiêm túc tính chuyện trăm năm, họ luôn tự tin vào tình cảm của hai người, cố gắng hết sức để vun đắp cho tình yêu. Con giáp này có lòng tự tôn cao nên không cho phép mình thể hiện sự đau khổ, buồn chán ra bên ngoài hoặc trước mặt người khác, có tâm sự gì họ giấu kỹ trong lòng, rất ít khi thể hiện ra bên ngoài. Phần lớn, người sinh năm Canh Tí đều rất nhân từ, rộng lượng, họ luôn khoan dung với những người họ thích. Khi xảy ra mâu thuẫn, họ cũng luôn là người nhường nhịn và hy sinh, không bao giờ tính toán thiệt hơn. Tính cách như vậy nên họ được rất nhiều người yêu mến, cũng có ưu thế rõ ràng trong tình yêu. Trong hôn nhân, gia đạo gặp nhiều biến cố trong thời gian đầu, nhưng về sau mọi thứ đi vào ổn định và gia đạo có phần yên vui hơn. Nữ mệnh Canh Tí là người tháo vát, nhanh nhẹn nên chăm sóc gia đình rất tốt. Vì bản tính hay tính toán, người tuổi Tí ít khi sẵn lòng chi hầu bao cho người khác. Ngay cả khi đó là người thân hoặc gia đình, họ có số mệnh tốt lành, cả đời nhàn nhã, sung sướng, hạnh phúc bên gia đình. Nam giới tuổi Canh Tí luôn nỗ lực để trở thành người chồng, người cha tốt. Họ làm được rất nhiều tiền nhưng lại rất tiết kiệm. Họ là người sống vì gia đình, luôn yêu thương vợ con, có hiếu với cha mẹ nên gia đạo thường êm ấm và thuận hòa. Về nuôi dạy con cái, anh em trong gia đình, Canh Tí may mắn có con cái ngoan ngoãn, giỏi giang, gia đình có nhiều truyền thống tốt đẹp, mẫu mực, anh em hòa thuận, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, dường như rất ít khi xảy ra tranh chấp, đấu khẩu. Tuy nhiên, trong cuộc sống thì sẽ có lúc con cái, vì sự phát triển sự nghiệp hay việc gì đó không đồng nhất quan điểm mà có mâu thuẫn với bố mẹ. Cũng là lúc để Canh Tí nhìn lại bản thân, dù hiện tại con cái chưa hiểu hết được lời cha mẹ, nhưng con cái cũng có những ước vọng và hoài bão cao xa. Bố mẹ và các con nên ngồi lại tâm sự gia đình với nhau nhiều hơn, động viên, chia sẻ, hay cả gia đình đi chơi du lịch với nhau là cách để mái ấm luôn được gắn kết nhé. Theo tử vi chọn đời luận đoán, nhìn chung tình cảm gia đạo Canh Tí 1960 có nhiều điều tốt đẹp, gia đình có truyền thống mẫu mực, anh em hòa thuận, con cái được dạy dỗ học tập từ nhỏ, sau này sẽ trở thành những người giỏi giang, về sau con giáp này có phúc hưởng lộc con cháu rất nhiều. Tiếp theo là vận trình lưu niên người tuổi Canh Tí, sinh năm 1960. Năm Tí, xem vận trình lưu niên của tuổi Canh Tí, năm này đường tài lộc hanh thông, nếu không ngừng cố gắng, có thể gặt hái được thành tích cao trong sự nghiệp, khiến nhiều người ngưỡng mộ, giữa năm có thể gặp chuyện tang gia, cuối năm đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nên hạn chế xuất hành đề phòng sự cố. Năm Sửu, năm nay vận thế bình ổn, nhìn chung mọi việc tiến triển như ý muốn, khi nhìn thấy bạn bè, người thân xung quanh gặt hái thành công, bản mệnh chớ nên nóng vội hoặc sốt ruột, cứ bình tĩnh, cố gắng thì ắt đạt được điều mình mong muốn. Năm Sửu cần chú ý rèn luyện thể dục thể thao để phòng nhiễm bệnh. Năm Dần, xem vận trình lưu niên của tuổi Canh Tí thấy rằng năm Dần sự nghiệp của bản mệnh có nhiều bước phát triển nhanh chóng, thường xuyên phải bôn ba vất vả bên ngoài. Tuy nhiên, con giáp này cần biết như thế nào là đủ để dừng lại đúng lúc, nếu không tham thì thâm, tự rước họa vào thân. Năm Mão, năm Mão hung cát đan xen, chuyện tình duyên của người độc thân có nhiều khởi sắc, bản mệnh cần chủ động nếu muốn nên duyên với người ưng ý. Người đã kết hôn có cơ hội nhận tin vui như đón thêm thành viên mới, tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý cách hành xử, nếu không muốn vướng họa thị phi, chuyện nhỏ thì nên chín bỏ làm 10. Năm Thìn, năm này đường tài lộc thuận lợi, sự nghiệp cũng đạt được bước phát triển mới, ai tham gia thi cử ắt gặt hái thành công, có điều thời điểm này bản mệnh cần chú ý, kẻ tiểu nhân rình rập, kết bạn nên có chọn lọc,
nếu không dễ trở mặt thành thù. Ngoài ra cũng cần cẩn thận chuyện giấy tờ kiện cáo, trong năm có mắc bệnh nhẹ nhưng không đáng ngại. Năm Tỵ, lưu niên không thuận, bản mệnh dễ gặp họa phá tài, do sao bệnh chiếu mệnh, may mắn có các tinh nguyệt đức nâng đỡ nên tai họa giảm bớt phần nào. Năm này bạn nên chú ý hành thiện tích đức, không nên hám danh hám lợi, nếu không lành ít dữ nhiều. May mắn quan hệ xã giao thuận lợi, bạn nhận được sự thấu hiểu và giúp đỡ của bạn bè, người thân. Năm Ngọ, đào hoa nở rộ, người độc thân có cơ hội phát triển tình cảm, song người đã lập gia đình cần chú ý giữ mình, tránh vướng vào những mối quan hệ phức tạp. Tình hình tài chính không thuận lợi nên làm ăn chân chính, nếu không muốn vướng họa lao tù. Tuy nhiên, nếu chăm chỉ làm ăn, chịu khó buôn ba vất vả thì ắt đạt được mục tiêu. Năm Mùi, đây là khoảng thời gian cực kỳ thuận lợi đối với người tuổi Canh Tý, thích hợp làm việc lớn, dù có gặp phải khó khăn cũng nhanh chóng tìm được cách hóa giải. Giữa năm có thể gặp phải một vài trắc trở nhưng không đáng kể. Tuy nhiên, năm này bản mệnh vẫn có thể vướng phải họa thị phi, cần hạn chế can thiệp vào việc của người khác. Năm Thân, căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, năm này vận trình ổn định, sự nghiệp có dấu hiệu phát triển, cần chú ý giữ chữ tín trong các mối quan hệ, nếu không dễ để lại hậu họa. Giữa năm, để phòng họa tiểu nhân, cuối năm vận trình có nhiều chuyển biến tốt đẹp nên cố gắng phấn đấu, chủ động nắm bắt cơ hội. Năm Dậu, bản mệnh được đón nhiều tin vui trong thời điểm này, ví dụ như sự nghiệp hanh thông, con cháu đầy đàn, gặp người như ý, thậm chí có cơ hội kiếm tiền tự tìm đến cửa. Đây là thời điểm bạn nên mưu đại sự, chỉ cần cố gắng không đi đường tắt thì ắt gặt hái thành công. Năm Tuất, năm nay sự nghiệp phát triển, tài lộc bình ổn, tuy nhiên vẫn cần đề phòng có kẻ ngấm ngầm hãm hại để xảy ra sự cố bất ngờ. Bản mệnh cần giữ tâm thế lạc quan, tích cực, đến cuối năm ắt có thu hoạch bất ngờ. Năm này sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, cần hạn chế đi xa nhà, có thể xảy ra việc. Năm Hợi, năm Hợi có các tinh chiếu mệnh, bản mệnh có cơ hội nhận được nhiều tin vui ở cả phương diện sự nghiệp, tiền bạc và tình duyên. Tuy nhiên, con giáp này không nên phung phí sức khỏe, kẻo đến khi hối hận thì đã muộn. Tương sinh, tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. 1. Phật bản mệnh. Bất cứ con giáp nào cũng có một vị Phật dõi theo, dù không thể thấy được bằng mắt thường, nhưng có thể cảm nhận được bằng tâm linh, đó là Phật bản mệnh, sẽ che chở và hướng con người tới những giá trị chân thiện mỹ đích thực. Và Phật bản mệnh của người tuổi Canh Tý là Thiên Thủ Quan Âm Bồ Tát. Thiên Thủ Quan Âm Bồ Tát, quan âm nghìn mắt nghìn tay, công lực mạnh mẽ, có thể nhìn thấu, nghe thấu trăm ngàn lẻ ở đời, dùng huệ nhãn soi tỏ khắp bốn phương tám hướng để thấu đạt những khổ đau bi phẫn của con người. Quan Âm còn nổi tiếng là vị Phật có tấm lòng từ bi cứu hộ cứu nạn, độ hóa chúng sinh. Người tuổi Tý nói chung và Canh Tý nói riêng, đeo bản mệnh Phật Thiên Thủ Quan Âm Bồ Tát sẽ được Ngài gia trì. Bản mệnh thiên tính thông minh, lại được Thiên Thủ Quan Âm Bồ Tát che chở thì mọi chuyện sẽ hanh thông, tốt lành, đi theo con đường chân chính, không phạm sai lầm. Tuổi hợp với Canh Tý, sinh năm 1960. Tuổi Canh Tý hợp với tuổi Thìn và tuổi Thân, tam hợp quý nhân mang lại may mắn, tiền tài, phúc lộc. Vì vậy, tuổi Canh Tý nên hợp tác giao hảo với hai tuổi này để tăng hiệu quả trong việc làm ăn và nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống. Người tuổi Canh Tý kỵ nhất là tuổi Ngọ, tuổi Dậu và tuổi Mão. Nếu kết hợp làm ăn với tuổi này, vận thế sẽ đi xuống nhiều. Hướng phong thủy. Nam mệnh hợp các hướng. Hướng Bắc sinh khí, công danh phú quý song toàn, có danh, có tiếng, con cái ngoan hiền, thành đạt, có công danh hiển hách. Hướng Đông phúc đức, giàu có, thăng tiến, công danh hiển đạt, con trai và con gái đều phát triển. Hướng Nam thiên y, được phú quý, người trong nhà sống lương thiện, nữ giới phát triển, nam giới vận khí kém hơn nữ mệnh. Hợp với các hướng như hướng Đông Bắc sinh khí, nhiều tài lộc, giàu sang, phú quý, nhiều tiền của, con cái thành đạt, nhiều đất đai. Hướng Tây Bắc phúc đức, nhiều tài lộc, giàu có danh có tiếng, con cháu thông minh, học giỏi, gia đình hạnh phúc, người trong nhà trường thọ. Hướng Tây thiên y, âm thịnh dương suy, ít con trai, gia đạo tốt, nhiều tài lộc, làm ăn nhưng về sau dễ suy kém về kinh tế. Màu sắc hợp tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Sinh năm 1960, thuộc mệnh thổ, theo đó, màu sắc hợp với người tuổi Canh Tý 1960 gồm màu tương sinh, hỏa, đỏ, cam, tím, hồng. Màu bản mệnh, thổ, vàng, vàng nâu, nâu đất. Màu kém may mắn, tím, trắng, xám, bạc. Màu kỵ, mộc, thủy, xanh lá cây, xanh nước biển, đen. Ứng dụng màu sắc phong thủy này vào các việc như chọn màu nội thất ngôi nhà, màu sơn nhà, màu xe, ví tiền.
Quý vị thân mến, đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, ai cũng sẽ luôn phải đối mặt với những khó khăn, thất bại và phiền não xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Khi đối mặt với những điều không như ý, nếu có thể giữ được tinh thần lạc quan, tự tin và rộng mở thì có thể chuyển bình thường thành giàu có, khó khăn thành thoải mái và thậm chí có thể chuyển sự đau khổ trở thành những trải nghiệm tu dưỡng cho bản thân. Đây chính là đạo lý, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. 1. Bảo chí tâm đơn giản. Con người ta thường bởi vì suy nghĩ quá nhiều mà khiến cuộc sống trở nên phức tạp, như người xưa giảng rằng, cáo ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá đôi mét rộng, ruộng tốt vạn khoảnh ngày ăn cũng không quá ba bữa cơm, đạt đến một cảnh giới tinh thần cao thượng rồi. Người ta sẽ ngộ ra rằng, đơn giản chính là một loại hạnh phúc vô cùng dễ dàng có được nếu con người ta sống không quá chấp nhất, truy cầu. 2. Không hối hận. Đời người có rất nhiều quyết định và lựa chọn, mỗi sự lựa chọn sẽ mang đến những kết quả khác nhau, nhưng khi nhìn lại tất cả đều sẽ là những bài học, có bài học là chính diện, có bài học là phản diện. Kẻ trí không ôm giữ lòng hối tiếc, cũng không ôm giữ tâm oán hận, biết lấy quá khứ làm gương soi mình để tiếp tục tu dưỡng bản thân. 3. Lý trí. Mỗi người đều có cả hai nhân tố thiện và ác, để kiềm chế phần ác và phát triển phần thiện, người ta phải dựa vào lý trí. Lý trí là phân biệt rõ thiện ác đúng sai và có năng lực khống chế hành vi của bản thân. Trên thực tế, người lương thiện nhất chính là người có lý trí. 4. Hiếu thảo với cha mẹ. Trong trăm điều thiện, trước hết là hiếu thuận, hiếu kính với cha mẹ. Hiếu thuận không chỉ là hồi báo công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, mà còn vâng theo tâm nguyện của cha mẹ. Để đấng sinh thành vui lòng, trong trời đất, đối với con cái, cha mẹ là quan trọng nhất. Hiếu kính với cha mẹ là việc tích đức đơn giản, nhưng tốt đẹp còn hơn cả cầu thần, bái Phật. Phật dạy về chữ hiếu rằng, thỉnh 100 chỉ giới cao tăng đức độ, 100 tiên nhân, 100 bằng hữu tới thất bảo, nuôi dưỡng hàng trăm loại điều lành, việc thiện, trồng hàng trăm loại dược liệu chữa bệnh, trồng hàng trăm kiếp cũng không phúc đức bằng một lần thành tâm niệm hiếu, cung cấp phụng dưỡng chính cha mẹ mình, tích đức cho cha mẹ mình. 5. Phóng sinh. Phóng sinh thực ra là cứu mạng, chỉ khác với cứu người ở chỗ không phải đồng loại với mình. Phật giáo tin rằng, chúng sinh bình đẳng, vạn vật ngang hàng, nên phóng sinh, cũng như cứu được mạng người, đều có ý nghĩa. Trong dân gian, phóng sinh thường xuyên được sử dụng để tiêu tai, giải nạn, lấy việc cứu được sinh mạng để tích đức, làm phúc. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết chia sẻ luận giải của Minh Đường Tử Vi. Trên đây là Tử Vi chọn đời cho người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, từ năm 65 tuổi. Nếu biết điều này, tránh họa đắc phúc, giàu sang trọn đời. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.